Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình muốn thông báo với quý vị về cái series Crash of the Land này. Đó là mình chứ không ạ? Series nữa. Lý do sao? Mình đã tiêu hết số kim cương ở trong trò chơi này. Với lại, có một điều nữa là dạ, cũng mình gần hết dung lượng đời rồi. Để gọi là bộ đứa trong còn lại 89%. Thôi, còn thế mình sẽ tao dừng làm cái sim Harry Request by God này. Để chờ có được nhiệt mới. Tức dạo này á là mình chưa thấy nó thông báo bản cập nhật mới. Tức ghê á. Thôi thì dù sao thì có lẽ mình sẽ đã kết thúc cái series Crash Bandicoot On The Run này.